Xin được kính chào quý anh chị các bạn đến với Bica Hà Nội Vương Quốc gầm cao. Và nếu anh chị em nào đang quan tâm đến cho mình một cái mẫu xe 7 chỗ gầm cao bản thể thao Legender, Toyota Legender máy dầu các bạn nhá. Máy dầu số tự động một cầu thì đây chính là mẫu xe đang dành cho quý anh chị các bạn. Một mẫu xe sản xuất năm 2020 siêu lướt mà mới đi được có khoảng tầm 1,4 vạn cây hay còn gọi là 14.000 km các bạn nhá. 14.000 km hiện tại xe đang có mặt tại Bica Hà Nội Vương Quốc gầm cao. Đấy, số 26 đường Cầu Diễn các bạn nhá. Đấy, xe sơn zin 100% luôn các bạn nhá. Sơn zin 100% luôn các bạn nhìn này. Đấy, toàn bộ là sơn zin 100% luôn các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn này. Toàn bộ sơn zin 100% luôn. Đây các bạn nhìn này. Toàn bộ sơn zin 100% nhá các bác nhá. Đây. Sơn zin 100%. Đây. Xe được trang bị công nghệ hệ thống đèn chiếu bóng, đèn pha, đèn cốt đều trang bị công nghệ đèn LED hết. Đèn gầm được trang bị công nghệ đèn LED mà kiểu dáng thiết kế, đèn cảm biến tiến phía trước được trang bị rồi. Camera hành trình cũng đã được trang bị rồi, camera 360 độ đã được trang bị rồi. Đấy. Xe gần như là được trang bị gần như rất nhiều những cái tính năng công nghệ. Đấy, camera 360 độ đã được trang bị rồi các bác nhá. Đấy, 360 độ đã được trang bị rồi. Đấy, bên cạnh đó thì lốp còn 4 lốp còn nguyên bản theo xe luôn các bác nhá. 4 lốp nguyên bản theo xe luôn các bác nhá. Lốp rất rất dày. Đi có 1,4 vạn thôi mà. 1,4 vạn trang bị full phụ kiện luôn. À, mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị đã có 7,14 lít, trong đô thị là 10,21 lít các bạn nhá. Nhưng mà máy dầu thì phải nói rằng cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Khi mà các bác mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy, thì các bác sẽ phải quan tâm đến nhiều yếu tố. Xe có bị tai nạn hay không, bị ngập nước hay chưa, tháo cổ máy hay không, và giấy tờ an ninh an toàn có đảm bảo cho quý chị có ăn hay không các bác nhá. À, các bác nhìn này. Đấy, chất liệu ghế này. Chất liệu ghế này. Cái bản thể thao này phải nói rằng là cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Chất liệu ghế này cực kỳ đẹp luôn. Con này thì so sánh với lại Hyundai Santa Fe thì kiểu dáng nó cũng rất đẹp. Công nghệ thì phải nói là rất là kinh khủng đấy. Không có thiếu đâu. Đây, cốp điện này. Camera 360 độ overview này. Đấy, chức năng mở cốp điện luôn. Rồi cân bằng điện tử này. Cân bằng điện tử này. Dyno engine start off này. Dyno engine start off này. Không thiếu gì đâu nha các bác nha. Dyno engine start off này. Đấy. Bác nào đang quan tâm thì gọi điện trực tiếp nha, số điện thoại 0950965529 nha. Đi 1,4 vạn thôi các bạn ạ, 1,4 vạn thôi. Đây, đấy chuyển số trên vô lăng này. Đấy, nhận diện giọng nói đầy đủ hết coi nha. À, tí à. Đây, Legender các bác nhá, lốp sơ cua chưa hạ này. Lốp sơ cua chưa hạ này, lốp nguyên bản theo xe luôn coi nha. Con này nếu bác nào mà đang quan tâm thì có thể so sánh với cái mức giá hiện tại xe này đang là 1 tỷ, xe mới là 1 tỷ 253 triệu và cả đăng ký vào đâu đó khoảng tầm 1,4 tỷ chưa kể lắp thêm phụ kiện. Nhưng mà xe này thì chúng tôi đang chào bán với mức giá rẻ hơn khoảng tầm 200 triệu, có 1,220 tỷ thôi, giá thì có thể thương lượng được. Nếu bác nào mà có nhu cầu sở hữu dòng xe này nhá thì gọi điện trực tiếp số điện thoại 0965525989. Và nếu bác nào mà có nhu cầu trả góp thì chỉ cần chuẩn bị khoảng tầm 366 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Lãi suất là 0,65% một tháng. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, thành công, gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn.